Khi mà chú về á, gọi là chú biết được âm dương như vậy á, là cõi âm là sao mà cõi dương là sao chú ạ? Cõi âm nói trên thưa mà nói cõi âm, cái cõi âm ngày đêm gì cũng có hết chứ không phải không có, mà cái cõi âm á thì người ta thấy mình chứ mình không thấy người ta, nghe không thấy người ta đâu. Cái cõi âm đó những người người ta tu rồi người ta lo chuyên lo niệm Phật, rồi người ta lo làm gian làm phước này kia, người ta để họ tọa hộ giúp cho của quyền của người ta, rồi người ta làm những quan tướng triều đình hay này kia kia nọ, người ta dựng do dựng nước người ta cũng tu luôn. À, còn cái người ăn đồ cúng đồ kiến á, nó bên tà không à, cũng như nói chung nó chỉ là âm dương nè, nó cũng như ông Nguyễn Trung Trực, ông chung với vua hiếu nhớ nghĩa với mẹ là song toàn. Giờ này ổng ăn tuồng, ổng không sát sanh nữa, nhưng mà tại sao người ta cúng heo, cúng heo cúng này cúng kia, tức là binh gia của ông á nó ăn uống để nó gìn giữ biên giới hải đảo xa xưa nó mới có sức, nó ăn chứ bắt ăn tương như mấy ông vậy sao nó ăn tương được, nó đâu đủ sức lực mà nó để đi chống chọi với gìn giữ đất nước nó. Thì cái người á, cúng kiến á, nó hai cái dạng, chánh á, thì nó là người ta chánh về thời sống làm quan tướng thác về thời 36 vị á, mà của mà Đức Phật hay là của mà Châm Quang, thì trong đó có mấy người à, có mấy người chánh à, còn nhiều á là như sống làm quan tướng thác về thần thần hy phục quốc sang hà xã tắc, tức là chánh gì chưa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Lời nói đầu tiên, Châu Phú thân ái kính chào của cô chú anh chị và các bạn. Thì kính thưa quý vị, hôm nay Châu Phú cũng làm cái video này là thứ ba thứ bốn là Châu Phú đã gửi đến quý vị như những video trước rồi đó quý vị. Thì kính thưa quý vị, Châu Phú xin được giới thiệu đây là chú Ba, còn có tên gọi là chú Ba Lòng Mứt quý vị, và chú Ba Bụng. Ở thuộc Chợ Mới An Giang. Thì hôm nay Châu Phú đến để thăm chú Ba, thăm vườn chú Ba, thì cũng nhờ chú Ba chia sẻ là chú Ba có cái cặp mắt quý vị, là chú Ba thấy được người âm, nhưng mà không biết thấy là thấy từ khi mà chú Ba tu hay là từ lúc nhỏ, Châu Phú không biết đây, nên Châu Phú nhờ chú Ba chia sẻ đến quý vị nhé. Dạ con chào chú Ba. Dạ Nam mô A Di Phật. Dạ Nam Nam mô A mô Di A Đà Di Phật. Phật. Kính chào tất cả thiền hữu trí thức, cô bác và những cô bác ở trẻ và anh chị em tu sĩ tại gia và tất cả trên con cháu của Phật mẫu và trên những cái các hàng tiên nữ mà của Phật mẫu. Nên riêng về bản thân tôi thì tôi xuất thân, tôi nói kỳ về cái tâm tư của tôi xuất thân từ một anh nông dân nghèo khổ, cha mẹ sống với cha mẹ anh em đông để đi làm thuê làm mướn ăn hàng ngày để nuôi em tiếp cha mẹ. Khi tôi lớn lên cha tôi lo cho em út tôi hoàn thành rồi tới tôi có gia đình, thì khi mà tôi ngộ nhận được chữ nghĩa, tôi thì không có biết gành nên tôi ngộ nhận được Phật pháp. Thì từ khi ngộ nhận được Phật pháp thì Đức Quỳnh Giáo Chủ nó có cái cho tôi biết là không phải vì mình dốt mà mình cũng nhận được cái tâm. Khi mà tôi ra đi, tôi tìm theo cái chân lý của nhà Phật, tôi đi chùa, tôi đi làm từ thiện các tại các việc, nên mà tôi thấy được cái là tôi mê được cái chỗ đó. Khi mà tôi nghe đền thờ vua Hùng cái tôi về ngoài vua Hùng một lần, rồi cái tôi mới về tới Hà Nội, không biết cái phần điển sao á cho tôi về tới Hà Nội. Khi mà tôi về tới Hà Nội xuống sân bay Nội Bài rồi á, tự động tôi ra tới kêu bao xe, tôi đi lên xe tôi hỏi thăm á xe biết rồi tôi ra đi lên sang xe tôi ra tới đền thờ Đức Thánh Trần Trần Hưng Đạo, tôi đi tùm lum hết. Nhưng mà khi cúng đền thờ Đức Thánh Trần Trần Hưng Đạo á, cái tôi vô tôi chầu lễ tôi cúng, khi mà không biết tôi chầu lễ tôi cúng đó là cái tâm tôi á, rất là tôi tập trung tư tưởng vào đó. Thì khi á, tập trung tư tưởng vào cúng đó, người ta cũng hỏi vậy chứ chú ba ơi, ủa không hỏi tôi chú ba, hỏi anh từ đâu mà anh đến đây viếng đền thờ Đức Thánh Trần Trần Hưng Đạo. Dạ xin thưa với tất cả bà con cô bác anh chị em thân bằng quyến thuộc trong cái buổi lễ hôm nay, tôi là tự nhân danh là tôi chưa là chú Ba Bụng ở từ đất An Giang, An Giang vùng miền Tây, ra thăm quê hương đất Bắc lần thứ nhất
thăm quê hương nha, của đất Bắc. Lần thứ nhất là nơi thờ phượng của Đức Thánh Trần Trần Hưng Đạo. Nếu tôi có tham quan và tôi có cúng kiến ở đây có gì thiếu sót thì nhờ ơn trên, cha mẹ thầy tổ vô lượng kiếp và tất cả các vị ở đây cũng quan hỷ cho tôi. Lúc đó thì tôi không biết gì hơn, tôi bận cáo dài và cái khăn đóng, tôi vô tôi tạ lễ trong đền thờ. Thì người ta chầu lễ, người ta mời tôi uống chỉ có một ly nước thôi, ly nước vô cúng trong cái khai. Tôi về cái không biết sao mà cái gì tôi cũng biết cái trời kia sao, và cái gì đó hỏi tới đâu tôi biết tới đó. Hỏi cái cõi âm ở đâu, âm là sao, dương là sao. Cái tôi về tôi phiên người lo tu hiền, mình đừng sát sanh hại vật, đừng làm cái thế này thế nọ. Tôi đi đến đâu cũng vậy, trong cái thời từ hồi năm 1968 tới giờ ha, tôi xin thưa, tôi dám khẳng định là cái con người văn minh vật chất bỏ gương ông cha xưa rất là nhiều là sao, văn minh quá đó. Rồi làm thế này thế kia thế nọ, mua sanh bán tử. Rồi bởi vậy tôi nói một câu, nói sách thánh đạo ghi trong tâm tự người mới sanh có tánh thiện trời dành, bởi lớn lên tập nhiễm lợi danh nên là chắc cho mờ thiện tánh, thiếu giáo dục thiếu thêm đức hạnh, con người có tánh mãi sao quên. Thì lo chạy theo danh lợi tình không mà không có lo cái gì ơn đền đáp nghĩa với cha với mẹ với cụ quyền với ông bà hết. Rồi tôi nhớ lại với tôi về cái khi mà Đức Quỳnh giáo chủ nói một câu, nói thời kỳ xả tội nay còn một lúc, gắng lo tu hiền thừa hưởng khúc sau. Đêm đêm lo niệm Phật mà chẳng, tôi thấy chẳng ai lo niệm Phật hết á. Rồi cất lên nhà giàu có, cất lên nhà lầu xe hơi, thờ phượng cũng trang nghiêm. Thờ phượng lập bàn thờ quá dễ mà không chịu giữ cái nghi lễ của quyền sớm chiều bình lặng cho lơi, thành tâm niệm Phật Phật và đáo lai. Thôi tôi đi vậy, đi sớm gì tối tôi mệt quá tôi nghỉ, tôi không cúng, bữa nay không cúng, mời không cúng, không cúng. Sao mà không giữ cái nghi lễ đó. Rồi bây giờ, rồi trong cái thành phần của quyền cũng cha mẹ ông bà chúng ta nhiều đời nhiều kiếp, rồi sẽ mất đi, là tức là chết đi á, rồi về tới cái cõi trên, cõi âm và cõi dương, xuống dưới cõi dương trần. Rồi mình làm tội lỗi, làm những cái điều sát sanh, bảo vệ thương con, 9 tháng cô mang 3 năm bồng ẩm để nhai cơm lừa đá, nhai cá lừa xương, dắt cạp một bầu sữa ngọt nuôi con cho đến ngày khôn lớn, tới ngày thành nhân, thành người, thành tài, thì ngày ngày ai làm xong chỉ chung và chiếu chưa. Nếu bà con cô bác già trẻ, anh em thân bằng quyến thuộc, nếu tôi trong cái tứ đại trọng anh tôi làm xong, đấy, cho tôi xin một like, cứ cho tôi hiểu biết và tôi tìm hiểu thêm những cái câu nói đó. Chắc tôi thấy chưa ai được. Nhưng mà cha mẹ tôi nghèo, ở vùng đồng bằng sông Cửu Long nghèo khổ quá, nên tạo tác những chuyện chẳng lành, nuôi con, rắm khi cha mẹ tôi nghèo, có đi làm thuê làm mướn, có rắm khi coi anh em tôi khổ quá, có khi nó dốc, nó láo, nó thiêu, nó thùa, nó thêm, nó bớt. Hoặc là mua cân già, bán cân non, hoặc là mua sanh bán tử, tạo tác những chuyện chẳng lành nuôi con. Đó, lấy đồng tiền đó để chích thuốc cho con, rồi nuôi nó lơ khôn lớn, rồi sai nó cái này kia dạy những lời châm ngôn mỹ từ mà nó không chịu nghe. Nó nói tôi mà ra khỏi cái nhà này là tôi là cúng con gà con vịt, chứ tôi không về xứ đây. Nói một câu nói rất là bất hiếu. Rồi ra đi. Bởi vậy tôi nói cô bác, tôi giờ nói vậy nhưng mà tôi dẫn chứng cho cô bác thấy, cô bác gì có con, có cháu, có gia đình, có nghèo, có khổ, thì cô bác nhìn vô ngay chân vô bụi tre. Cô trồng bụi tre, ngày xưa trời năm 68 thì có tre nhiều lắm, để dự dung dưỡng cái bụi tre đó. Cái cây tre đó nó đầy đủ lá, đầy đủ nghĩa nhân, thì nó có gai nè, có lá đầy đủ, nó bao dòng cái bụi tre đó hết. Còn cái cây măng nó chưa có lá có lúa hết, nó vượt lên, nhưng mà gió bốn mùa không biết nó gãy giờ nào. Nếu nó gãy là con người đó bất hiếu rồi, nó chết à, mà nó không biết đó là cái gì nữa. Rồi nó ra giữa chợ đời, nó sống tự thân, rồi nó lập thân, rồi nó làm thế này thế kia. Khi nó khổ sở, mà nó khổ sở đi luôn đi, nó đừng về. Nhưng mà nó về, nó chui đầu về, nó than nó khổ. Làm cha làm mẹ không thương con sao được. Thầy có nói, cha mẹ 80 tuổi mà còn thương xót đứa con 60 tuổi. Đó. Cái câu nói đó là bên giáo lý Phật giáo Hòa Hảo nói vậy. Thì tôi cũng muốn để nhắc nhở là một hai câu như vậy. Có thiếu sót gì cô bác cũng quan hệ nha. Đó là một điều thứ nhất. Điều thứ hai, thì cha mẹ ta còn sống thì ta cứ việc làm
cái gì cũng được hết, nhưng mà phải phụng thờ cha mẹ, từ lời ăn tiếng nói, từ cọng rau mảnh đất, từ cái lời châm ngôn. Mà sao ta không có dùng lời nói gì chứ cha mẹ ta hết, mà ta phải bỏ đi lo danh lợi tình. Cũng như bây giờ nuôi cha mẹ thì khổ đâu có gì đâu, phải không? Cũng như cái người ta, cái tâm tà, người ta nuôi 9-10 con heo. Thôi ngày mai ngày mốt và tôi có đi đám cưới ở xa quá, thôi mẹ thằng hai ba vậy ở nhà coi con heo dùm mấy bầy heo tôi ăn, mà có hết thức ăn thì mua thức ăn tốt nha, đừng mua thức ăn xấu nha. Cho heo ăn rồi ngồi coi con heo, còn con nào bệnh, con nào ăn được hay không, mà đặng nuôi con heo này bán đặng có tiền. Còn cha mẹ già cả vậy nó sợ nuôi đi rồi đau ốm, nó chích thuốc, nó hết tiền đi, nên nó cho ăn cái gì cũng được, nó giá chết, chết sớm đi cho nó khỏe. Cái đó là đồ bất hiếu á. Người ta nói gừng càng già thì gừng càng cay. Nó thì từ cái chỗ cái tôi đi tới đi lui đình chùa lăng miếu á, cái tôi cũng động viên như vậy, cái những cái cõi âm bên của quyền vô lượng kiếp của người ta, của quyền trăm họ á, cái người ta cho tôi thấy cái này thấy cái kia, rồi người ta cũng về non về núi, người ta cũng có cái phần mà ta về non về núi người ta tu. Rồi cái người ta gặp mình, người ta chào đón mình. Mà chào đón sao? Lúc đó tôi không biết nữa, tôi mới chào, tôi mới đón rước. Và tôi dùng là nói những cái này, cái kia, cái nọ. Khi tôi dốt không biết gì hết luôn. Có lắm khi tôi về dùng Thất Sơn Bảy Núi, về dùng cái dùng minh đất của mà Đức Phật Trùm á, cái tôi về chùa, tôi thấy về núi, tôi thấy những cái quan tướng của triều đình bận áo dài đội khăn đóng hay bận sà gông sà ghi gì của người Khmer á, rồi chào tôi. Thấy cái đó là thấy cái vong linh hay thấy sao? Cái vong linh của cõi âm. Yeah. Rồi cái người ta nói gì là cho tôi biết, đó là người ta chào tôi. Tôi đó, cái tôi chào người ta, tôi nói Atrey Mekho Otsima ha. Chika Atrey Mekho Otsika Otsima. Chika Ko Otsima. Chika Otsika. Ko Otsika Otsima. Thế nam mô A Di Đà Phật. Tức là tôi chào những vị đó trong củ quyền của trăm họ người Khmer. Đức là người ta cũng có tu, người ta cũng làm quan tướng, người ta cũng vậy. Nhưng mà cái người tu á, người ta tu từ thở nhỏ, mà người ta xuất thân vậy, người ta biết người thì ở gần Việt, người ta biết tiếng Việt. Ngồi người không gần người Việt á, thì người ta chỉ biết tiếng Khmer không. Người ta không biết tiếng Việt là cái gì hết. Yeah. Rồi cái mình chào người ta, rồi người ta mới nói như vậy, thì tôi mới động viên người ta vậy đó, tức là quan tướng một triều đình đó, của cái đời của Đức Phật Trùm. Và khi mà chú ba đi đến đó đó, thì chú ba chào bằng tiếng Khmer vậy đó chú ba. Dạ. Rồi khi mà chú gặp mà những cái quan tướng thời triều đại của bên Trung Hoa chú ba, thì chú ba lại chào như thế nào? Có chào cái nói chung. Dạ. Cái đó là hồi nãy là tôi nói về của Đức Phật Trùm. Dạ. Còn cái người Ấn Độ thì nó sẽ còn hay khi tiếng lẹ hơn. Yeah. Rồi tôi cũng chào người ta, người ta dùng cái tiếng nó chạy chạy cũng như cái tiếng người Miên. Yeah. Nhưng mà nhanh hơn. Yeah. Tôi chào chặt chặt xin xin khi khi xin xin mang xin xin rõ cho thì xin chặt 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 xin bò bò xin 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 rõ xin, tức là cái người Ấn Độ á, người ta như vậy. Nhưng mà người ta trong 11 hồi của tôi chào người ta, tôi nhớ lại trong 11 hồi của mà 11 hồi của ông Đức Phật mà ông Sư Giải Văn Phai. Yeah. Đó, thì tôi nhớ trong 11 hồi đứng trên đó, là tức là ông nói một câu nói rất là vật là tôi về chỗ đó, tôi nhớ lại là ông Sư Giải Văn Phai đó, thì ông cũng có nhắc nhở như trong 11 hồi đó. Thì để tôi nói lại cái trong 11 hồi đó, tức là ổng xuất thân từ đâu, từ Ấn Độ mà trở về Tây Nam. Thì ổng trở lại đó để ổng lo tu bổ cái chùa chiền lăng miếu, là để ổng lo cho chúng sanh tu thôi. Còn ngoài ra tôi không có muốn nói để nhắc nhở phân trần hết ra cho cô bác thì tôi dập dồi ra khó khăn cho tôi lắm. Đó. Rồi đôi khi cái người Ấn Độ người ta nói vậy, còn người Thái người ta cũng tu á, người ta tu dữ lắm chứ. Có khi người ta về dùng Thất Sơn Bảy Núi, những cái tâm linh của người ta rất là đậm đặc, người ta cũng tu, người ta. Yeah. Cũng thờ Phật Thích Ca Mâu Ni vậy, chứ người ta đâu phải thờ nào ngoài Phật Thích Ca Mâu Ni đâu. Yeah. Mình tôn giáo nhà Phật thì nè, Đạo Hòa Hảo cũng thờ Noi Gương, Tức Quỳnh Giáo Chủ nói ta thừa nhận lệnh của Đức Thế Tôn. Yeah. À, à,
Rồi mà bên đạo Cao Đài cũng ta cũng nhận lệnh luôn của vậy, rồi bên ông này ông kia cũng thừa nhận hết. Như vậy cái người Thái người ta tu dữ lắm, nhưng mà ai tu tu, ai không tu là không tu à. Đó, rồi như vậy á, rồi tôi gặp người ta tôi chào, cái người ta nói trong cái thời kỳ đây chính tôi nói vì tôi tu, vì tôi nghe lời thầy tổ của tôi mà trên Phật pháp độ tôi, nên cái từ cái năm mà dịch bệnh rồi từ thời chiến tranh mà giết chóc á, tôi không tránh khỏi được cái nghiệp nạn của tôi. Tôi vô chùa, vô chùa thì từ cái người Khmer đỏ mới giết tôi. Giết tôi là giết quan, tôi đâu có làm tội tình gì đâu. Tôi cũng trở về đây vì nền thờ Phật pháp mà tôi lo tu. Mà cái cảnh chết quan tình này á, tôi cho tôi chuyển kiếp lại tôi đầu thai trên kiếp làm người. Nên đầu thai lại kiếp làm người thì tôi đầu thai trở về nơi cái cảnh giới á, con nhà giàu có, đặng tôi tu tiến. Thì vậy tôi báo cho ông biết, ông cũng có về, ông phiên con cháu trên các cụ quyền chăm họ, người ta gán lo, chuyên lo niệm Phật. Còn cái người tội quá, rằng rồi người ta niệm Phật, rằng khi cúng lại, mong cầu cho ta giảng sanh về cảnh giới A-di-đà. Đó. Còn những người mà người ta quan tình quá, người ta kêu mong cầu cho người ta trở lại. Bởi vậy cái trong điều thứ 8 mà Đức Huỳnh giáo chủ nói tóm tắt, ta phải thương yêu lẫn nhau như con một cha, dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Nếu ai chọn lành chọn sáng thì về nơi cõi Tây Phương an dưỡng, rồi trở lại cứu giới chúng sanh trong thời kỳ hạ nguyên hòa pháp. Nếu mà trở đi lên thì thôi ải luôn đi, mà trở lại mà trở lại đâu? Không mà hỏi lại, hỏi trở lại thì trở lại đâu? Phải trở xuống trần gian, mà trần gian ở đâu? Trở về tìm kiếm trong các củ quyền nhà họ đó đã để chuyển hóa lại. Bởi vì Đức Huỳnh giáo chủ trong luân hồi sáu nẻo, khi mẹ, khi cha, khi chồng, khi vợ, khi con lộn đi lộn lại, để người ta nhắc nhở lại cho cái con cháu người ta tu. Như vậy thì tu phân trách như vậy thì Châu Phú thấy làm sao? Dạ, hay quá chú ơi. Dạ, thì thưa chú ba, khi mà chú gặp mỗi một phần của các vị đó, thì mỗi một nước thì chú ba có một cái cách chào khác nhau hay sao chú ba? Đúng vậy ha. Khi mà chú gặp người Thái thì chú chào sao chú ba? Thì người Thái á, cái đó phần của chú á, phần điển tự nhiên nói ra hay sao chú ba? Không, bởi vậy tôi nói là trong cái điển quan của tôi là không có hết, thân xác tôi buông ra rồi tôi không biết gì hết. Dạ. Nhưng mà tôi đi núi đi non vậy á, thì cái điển quan này á, cái luồng điển ở trên xuống là tôi chả biết hết, tôi gặp người cõi âm là tôi biết như vậy tôi chào hỏi. Dạ. Rồi á, còn bên đó là người cõi âm nha, người Thái, người Thượng hay người Trung Hoa, người Ấn Độ tôi biết hết, mà tôi đâu có học cái chữ tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây gì đâu. Dạ. Xin thưa là không biết, mà buông ra rồi hỏi tôi, lúc đó là tôi ngơ ngơ ngẩn ngẩn, tôi không biết luôn. Dạ. Nó cũng như nè, tôi tránh nha, tôi trong ở đất Việt thôi, mấy ông chánh sái Đại Càn quốc gia Nam Hải là một vị tướng của triều đình của đời chú Nguyễn tới giờ ha. Yeah. Trước nữa, nhưng mà ai gặp, ít ai gặp lắm, mình không biết sao mình hữu duyên người ta cho mình gặp, mình người ta cho mình gặp, rồi người ta kêu mình á, người ta nói mình phải phiên lên về nhắc nhở con cháu trong cổ quyền chăm họ đó. Người ta là cái người cấp lớn, người ta phiên cũng như là cấp tỉnh, cấp huyện, người tới cấp xã, cấp ấp, phiên lại cái những người ở với con cháu người ta trong cổ quyền á, người ta tu. Đó là người ta trả về cổ quyền, thời kỳ xã tội thì trả về cổ quyền hết. Ông chánh sái cổ quyền của nhà họ Lê, họ Lý, họ Trịnh, họ Tôn, họ Đặng, họ gì đó, vân vân, là người ta gìn giữ, người ta dạy dỗ con cháu người ta trong cái thời kỳ Thượng Nguyên Thánh Đức này trở lại. Người ta giáo hóa hết, Ngọc Đế xả tội rồi, xả tù rồi, về người ta giao hết về cho anh của quyền xử lý con cháu người ta. Bảo vệ cái đám ngang ngược á, nó bị bệnh. Bệnh là bệnh gì? Bệnh du di. Ở trên người ta gầy thì dạy dỗ nó không nghe. Chứ không phải là sanh bệnh tình, tôi bị này bị kia, không có đâu. Cái đó là bên du di không. Rồi đi ra tới nhà thương, thầy hay gặp thuốc, thầy giỏi gặp bệnh ế không? Mà không biết cái bệnh này nó phát xuất từ đâu, phát xuất từ lúc nào, mà theo dõi không biết cái bệnh này. Rồi chỉ mong cầu là nhìn kiếm hay điện tôi phân tách, tôi phải nhờ
tôi khi mà người ta kiếm tôi, người ta điện tôi xin thưa mà nói, điện tôi thì tôi thường hỏi cái họ đó họ gì, ở làng xã nào. Vậy thì tôi mới truy ra cái trong cái kiến họ đó, tôi mới hỏi về bên cái cụ quyền đó cái sao sao, rồi tôi mới phân trần và chia sẻ, chứ tôi không có dám trị bệnh nha nghe. Yeah. Tôi chia sẻ, tôi chỉ cho mình làm cái lỗi gì, làm cái tội gì, quan tình gì, để mình sám hối, để mình tạ lễ, đặng mình bớt cái bệnh nghiệp của mình. Dạ. Đó, Nam Mô A Di Đà Phật là chỉ biết vậy thôi. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Thì thưa chú ba, con nghe chú ba nói từ khi mà chú ba uống cái cốc nước khi ở ngoài đền thờ Đức Thánh Trần Trần Hưng Đạo. Dạ, khi ngoài đó cái cốc nước khi chú uống vô có cái cảm giác lạ gì không? Nó lạ lắm. Nó uống vô rồi là nó lạnh kêu bằng cũng như là mình bị sốt luôn á. Vậy đó hả? Ngộ ha. Ờ. Dạ. Rồi từ từ ấy, một chút xíu như vậy mà tôi uống 3 lần người ta chầu lễ. Tôi con người tôi là một là rượu tôi không uống, hồi thở còn chai tới giờ rượu không uống, thuốc tôi không hút, cờ bạc con đường đỏ đen tôi không dính dấp vô cái gì hết. Mà tôi dính dấp vô có cái chỗ là tôi mê. Mê gì? Mê đi chùa, đi trường, lăng miếu, làm xã hội rồi thì tôi mê lắm. Dạ. Còn ngoài ra cái vụ đó tôi không có dính vô cái gì hết. Dạ. Khi mà chú về á, rồi là chú biết được âm dương như vậy á, là cõi âm là sao mà cõi dương là sao chú à? Cõi âm, nói xin thưa mà nói cõi âm, cái cõi âm ngày đêm gì cũng có hết. Dạ. Chứ không phải không có. Mà cái cõi âm á thì người ta thấy mình với mình không thấy người ta nghe. Dạ. Không thấy người ta đâu. Cái cõi âm đó những người người ta tu, rồi người ta lo chuyên lo niệm Phật, rồi người ta lo làm gian làm phước nãy kia, người ta để họ tọa hộ giúp cho củ quyền của người ta, rồi người ta làm những quan tướng triều đình hay này kia kia nọ, người ta dựng do dựng nước, người ta cũng tu luôn. À, còn cái người ăn đồ cúng đồ kiến á, đó bên tà không à. Cũng như nói chung nó chỉ là âm dương nè, nó cũng như ông Nguyễn Trung Trực, ông chung với vua hiếu nhớ nghĩa với mẹ là song toàn. Giờ này ổng ăn tương, ổng không sát sanh nữa. Nhưng mà tại sao người ta cúng heo? Cúng heo, cúng này, cúng kia, tức là binh gia của ông á, nó ăn uống để nó gìn giữ biên giới hải đảo xa xưa, nó mới có sức nó ăn. Chứ bắt ăn tương như mấy ông vậy sao nó ăn tương được. Yeah. Nó đâu đủ sức lực mà nó để chống chọi với gìn giữ đất nước. Nó. Thì cái người á, cúng kiến á, nó hai cái dạng. Chánh á, thì nó là người ta chánh về thờ, sống làm quan tướng thác về thờ. 36 vị á, mà của mà Đức Phật hay là của mà Châm Quang, thì trong đó có mấy người à? Yeah. Có mấy người chánh, còn nhiều á, là như sống làm quan tướng thác về thần, thần hy phục quốc sang hà xã tắc, tức là chánh về dương. Còn những người cũng như tà nè, tôi chỉ nè, thần sắc nè, thần đồng nè, thổ thần, thổ chủ, thổ công trong cục đất nè, chỉ lấy quả làm mai không. Người ta cúng kiến ăn, ăn độ là những người chết quan, chết ức, chết tức, chết tối, chết không kịp chấu, chết súng, chết đạn, chết gì đàn binh mà không về của quyền được á, rồi nhập vô. Nhập vô ở chùa chiền lăng miếu mấy ông vui lắm, khiến người lớn, khiến người nhỏ khiến người nhỏ như mà đời mấy ăn nhậu vậy. Đó, cái đó là cõi âm. Cõi dương á, tôi chỉ cho dương trần cũng như cái tớp mà ăn nhậu vậy á, rồi mình lo tu chuyên lo niệm Phật rồi mình lo tránh nó đi. Chứ lại lại tới nó vẫn nó chữ nó mắng nó nặng nó nhẹ nó khảo mình lại nó làm gì? Yeah. Đi ngang không dám dòm luôn hả? Yeah. Không mà tôi nói vậy thì cho phút nghe cho kỹ á. Yeah. Phân tách đó là rõ ràng. Yeah. Gõ nét á. Dạ. Dạ dạ vậy thì qua cái đoạn video này con cũng chân thành cảm ơn chú ba rất là nhiều. Ừ. Đã chia sẻ cho con những chuyện mà con chưa có biết để gửi đến quý cô chú anh chị đang xem để trao dồi tu tập. Dạ con chúc cho chú ba có nhiều sức khỏe an lạc nha chú ba. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Vâng, kính thưa quý vị, video Châu Phú đã dài, Châu Phú xin chào và tạm biệt quý vị tại đây. Cũng không quên cầu chúc toàn thể vị và các bạn có thật nhiều sức khỏe, an lành, an lạc, an vui trong cuộc sống nhé. Thân ái kính chào và tạm biệt nhé. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật.